Bây giờ mình đang trong chế độ trầm cảm nên chúng mình sẽ đi ăn thôi. Nhưng Jenny Huỳnh để lộ trạng thái bất ổn khiến nhiều người lo lắng. Từ trước đến nay, hot YouTuber Jenny Huỳnh luôn được biết đến là một cô gái sở hữu nụ cười rạng rỡ và tinh thần tích cực, lạc quan. Tuy nhiên, mới đây, Jenny Huỳnh đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi tiết lộ tình trạng hiện tại trong một đoạn clip ngắn do chính cô bạn đăng tải. Trong clip này, Jenny để lộ hình ảnh đầu bù tóc rối, gương mặt có phần nhợt nhạt. Jenny còn cho biết mình đang ở chế độ trầm cảm. Bây giờ mình đang trong chế độ trầm cảm nên chúng mình sẽ đi ăn thôi. Lại khoai cái ví tiền thôi. Okay. Đáng lo ngại hơn là dù trên miệng cô vẫn cười nhưng không ngừng rơi nước mắt ngay cả lúc lái xe. Ổn không nữa nhưng mình vừa cười vừa khóc quá các bạn hiểu không? Cô bạn còn chia sẻ rằng mình không biết bản thân có ổn không nữa. Và để giải quyết vấn đề của mình, Jenny đã đi mua gà rán để ăn cho chua nỗi buồn. Dù ở cuối clip, Jenny không còn khóc nữa và cho biết đã hết buồn, nhưng các fan hâm mộ vẫn bày tỏ rất nhiều sự lo lắng bởi vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô. Nhiều người đã gửi lời động viên đến cô nàng, mong Jenny sớm mạnh mẽ để vượt qua những giai đoạn khó khăn mà mình gặp phải, trở lại là cô gái vui vẻ, đáng yêu và luôn truyền những năng lượng tích cực đến cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị, bạn nhé!